đột nhiên thấy rết vào nhà là điềm báo gì, xem ngay kẻo họa sát thân, cả nhà lụi bại. Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, nhắc đến rết là chúng ta nghĩ ngay tới một loài vật kinh khủng với rất nhiều chân. Mặc dù kích thước của chúng không quá lớn, nhưng đây cũng là nỗi sợ hãi đối với nhiều người. Chỉ cần nhìn thấy rết thôi là sẽ lập tức nổi da gà, gào thét hoặc bỏ chạy. Thế nhưng đối với một số người khác, khi họ thấy rết bò vào nhà thì không khỏi băn khoăn thắc mắc liệu đây có phải là điềm báo gì sắp xảy đến với gia đình mình hay không? Để tìm hiểu vấn đề này, xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc ngày hôm nay. Trong cuộc sống có biết bao hiện tượng diễn ra hàng ngày, nhưng thông thường chúng ta sẽ không để ý đến và cho qua. Thế nhưng xét theo quan niệm tâm linh thì lại khác. Mỗi thứ diễn ra đều là một điềm báo. Rết vào nhà cũng vậy. Chắc chắn dù tin hay không, bạn cũng đang rất tò mò, đúng không nào? Hãy cùng chúng tôi giải đáp trường hợp rết vào nhà có điểm gì, là điềm báo hên hay xui, và bạn nên xử lý ra sao cho hợp lý nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đôi nét về loài rết. Rết là một trong những loài côn trùng vô cùng độc hại. Nó thường xuất hiện ở những nơi ẩm ướt. Nó sống dưới đất ẩm, đặc biệt là các khu nhà tắm, nhà vệ sinh ẩm ướt. Nếu nhà bạn có vườn thì đó cũng là nơi trú ngụ đa số của rết. Rết thuộc nhóm động vật thân đốt, phân ngành nhiều chân. Số lượng chân của loài rết vô cùng đa dạng, có thể là 20 cho đến 300 chân. Răng nanh kết nối với tuyến nọc độc, có chất độc tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng con người, nhưng khi bị chúng đốt sẽ đau nhức, rất dễ bị sốt, đau nhức, co giật, sưng tấy. Vậy theo bạn thì con rết bò vào nhà là điềm báo gì, là tốt hay xấu? Trong thực tế thì các hiện tượng liên quan đến rết đều là những hiện tượng hết sức tự nhiên. Tuy nhiên, một phần nó vẫn bị ảnh hưởng rất lớn từ phong thủy. Dưới đây là một số ý nghĩa hiện tượng thực tế liên quan đến rết mà bạn có thể tham khảo qua nhé. Thứ nhất, rết bò vào nhà là điềm báo gì? Bạn có biết rằng rết là một loài vật nguy hiểm, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng con người. Khi rết vào nhà, trước hết chúng ta cần nên đánh đuổi chúng đi để không gây nguy hiểm cho người thân trong gia đình khi bị cắn. Và hơn hết, người xưa quan niệm rằng rết bò cạp vào nhà là một điềm báo không tốt cho gia đình. Khi gặp rết vào nhà, đó là một điềm báo không tốt, vì ông bà ta cho rằng rết là đại diện cho sự phản bội. Vì vậy, gặp rết vào nhà thì theo tâm linh sẽ gặp phải những điều xui xẻo gì đó trong tương lai. Gia đình có thể gặp những tai nạn vận xui sắp xảy đến, có thể là tai nạn, mâu thuẫn trong gia đình, chuyện tình yêu của bạn gặp trắc trở, tài lộc bị mất, ra đường có thể bị cướp giật. Trường hợp thứ hai, rết chết trong nhà. Hiện tượng rết chết trong nhà tưởng chừng như không có gì nghiêm trọng. Tuy nhiên, về mặt phong thủy thì nó lại vô cùng độc. Rết là độc tố, là những côn trùng thuộc hạng bét trong thế giới côn trùng. Hiện tượng rết chết trong nhà là điềm báo rằng sắp có tai họa sắp xảy đến trong gia đình bạn, rằng những người thân yêu trong gia đình bạn sẽ gặp phải những điều không may mắn, thậm chí có thể liên quan đến tính mạng. Trường hợp thứ ba, bỗng nhiên bị rết cắn. Việc bị rết cắn do bạn không may tiếp xúc với nó,
không chỉ là hiện tượng tự nhiên, nhưng bị rết cắn cũng là điềm báo trước rằng bạn sắp gặp phải những điều không may mắn. Bạn sắp bị ai đó đâm sau lưng trong công việc và trong học tập. Nếu không cẩn thận thì bạn sẽ bị suy sụp hoàn toàn về công việc và cuộc sống hàng ngày. Nó là lời cảnh tỉnh để bạn cẩn thận hơn nữa. Trường hợp thứ tư, giải mã giấc mơ thấy rết. Có nhiều người không gặp rết bò vào nhà nhưng lại nằm mơ thấy rết. Mỗi giấc mơ tưởng chừng không có gì quan trọng, nhưng nó lại đem đến những ý nghĩa và điềm báo riêng biệt. Dưới đây là một số ý nghĩa giấc mơ thấy rết mà bạn có thể tham khảo để hiểu rõ hơn nhé. 1. Bạn nằm mơ thấy rết chết. Khi bạn nằm mơ thấy rết chết thì đó là điềm báo rằng sắp có những điều không may mắn đến với gia đình bạn. Giấc mơ thấy rết chết là giấc mơ về những tai ương sắp đến. Tuy nhiên, nó cũng có ý nghĩa khác, đó chính là những điều độc tố, những điều không may sắp bị tiêu diệt. Nó là lời nhắc nhở bạn cần phải cố gắng rất nhiều để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Rết chết trong giấc mơ của bạn là điều không mấy may mắn. Giấc mơ này như một cách báo mộng về những điều sắp xảy ra. Vì vậy, nếu như gần đây bạn có mơ thấy giấc mơ này thì nên cẩn thận hơn trong cuộc sống nhé. 2. Nằm mơ thấy rết bị dẫm nát. Giấc mơ thấy dẫm rết nát bét là giấc mơ báo tốt. Nó là tượng trưng cho những khó khăn, những điều không tốt chặn đường đi của bạn sẽ bị dẹp bỏ. Bạn có đủ sức mạnh để loại bỏ hết những khó khăn đó. Vì vậy, hãy vững tin, hãy cố gắng hơn để đạt được kết quả tốt hơn trong cuộc sống và công việc hàng ngày của bạn. 3. Nằm mơ thấy rết đang bò. Giấc mơ nhìn thấy con rết đang bò là điềm báo rằng công việc và những khởi nguồn công việc của bạn đang trên đà phát triển và khởi sắc. Và không có bất cứ một khó khăn hay vật cản nào làm cho bạn bị chùn bước cả. Đây là giấc mơ mang điềm báo khích lệ niềm tin trong công việc và cuộc sống của bạn. 4. Nằm mơ thấy bị rết cắn. Khi bạn nằm mơ thấy rết cắn thì đó sẽ là điềm báo rằng bạn sắp bị người khác chơi xấu, bị người thân thiết nhất đánh lén, làm bạn điêu đứng trong công việc. Vì vậy, nếu như bạn mơ thấy giấc mơ này, hãy lưu ý và cẩn thận hơn trong cuộc sống hàng ngày của bạn nhé. 5. Nằm mơ thấy cả đàn rết. Giấc mơ nhìn thấy cả một đàn rết là giấc mơ cho thấy giông tố sắp đến. Những điều không may mắn, sóng gió trong cuộc đời sắp ập đến với cuộc sống của bạn. Vì vậy, bạn cần phải cẩn thận để vượt qua tất cả. Cơn giông tố này không hề nhỏ. Nó yêu cầu bản lĩnh và sự tự tin của bạn mới có thể chinh phục mọi thứ. Giấc mơ báo điều này là giấc mơ đánh vào tâm lý của chính bạn. 6. Giấc mơ thấy bắt rết chúa. Giấc mơ thấy rết chúa là giấc mơ báo rằng bạn sắp đổi đời. Bạn sẽ gặp được người phù trợ, người có tiếng nói lớn giúp công việc của bạn đi lên. Tiền của sẽ đến bên bạn nhanh chóng. Những người có chức quyền cũng sẽ nể phục bạn. Đây là giấc mơ báo hiệu sự giàu sang và phú quý mà không phải ai cũng biết. 7. Nằm mơ thấy rết ngâm rượu. Nếu bạn ngủ mơ thấy bình rượu rết hoặc có người đang mang rết đi ngâm rượu
thì đó là điềm báo may mắn. Sắp tới, công việc của bạn được thuận lợi, tình cảm thăng hoa, gia đình thuận hòa, có tài có lộc. Trên đây là những ý nghĩa giấc mơ thấy rét mà bạn có thể tham khảo. Nếu như bạn đang có những giấc mơ trên thì hãy lưu ý để chủ động lên kế hoạch đối phó với những điều sắp xảy ra một cách hợp lý nhất nhé. Quý vị thân mến, bên cạnh loài rết thì rắn cũng là một loài động vật khá nguy hiểm đối với con người và sẽ là điều nguy hiểm hơn nữa nếu như có rắn bò vào trong nhà bạn. Vậy xét theo góc độ tâm linh thì rắn bò vào nhà là điềm báo xấu hay tốt và làm thế nào để chúng ta phân biệt được điềm báo xảy đến với gia đình mình khi có rắn bò vào nhà? Xin mời quý vị cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất, khi có rắn độc bò vào nhà. Rắn dữ hay còn gọi tên khác là rắn độc, khi chúng bò vào nhà bạn không những đem lại cho bạn nguy hiểm và đó còn là một điềm báo chẳng lành với gia chủ. Loài rắn độc là đại diện cho cái ác, chính vì thế khi bò vào nhà bạn cũng là điềm báo cho biết trong tương lai bạn sẽ không những chuyện chẳng lành, những điều xui xẻo sẽ có thể đến với gia đình bạn. Tai ương bất ngờ, mất tiền, trộm cắp, tai họa đổ xuống. Thứ hai, rắn lành bò vào nhà. Trong tất cả loài rắn, không phải con nào cũng có độc, cũng hung dữ như nhau. Những loài rắn hiền lành, thân thiện với con người, khi bò vào nhà bạn, chúng lại đem đến cho gia chủ một tin vui. Đó là trong tương lai sẽ được may mắn, được thăng tiến, có tiền có của, dư giả, có quý nhân phù hộ, mọi chuyện suôn sẻ. Thứ ba, rắn bò xuống bàn thờ hay gầm giường. Dù là rắn độc hay hiền, thì khi bạn bắt gặp rắn bò xuống gầm giường hay dưới tủ thờ thì đây cũng là một điềm báo liên quan đến phần âm mộ. Nếu bắt gặp trường hợp này, bạn hãy nhanh chóng xem xét, kiểm tra lại phần mộ của ông bà gia tiên xem có vấn đề gì không. Nếu bạn không rành về trường hợp này thì có thể nhờ người thân trong dòng họ hay sư thầy về kiểm tra để mọi thứ dễ dàng hơn. Thứ tư, rắn bò ngang qua đường. Nếu đang đi đường mà bạn bắt gặp một con rắn bò ngang qua đường thì tốt nhất bạn nên dừng xe lại, nghỉ ngơi và cố gắng về đến nhà sớm nhất, vì đây là điềm báo cho bạn biết bạn có thể gặp tai kiếp về giao thông, tai nạn xe cộ. Nên hãy thật thận trọng trong việc đi lại của mình hơn. Tốt nhất là ngày hôm đó bạn không nên đi đâu cả. Quý vị thân mến, bất kể một loài vật nào lạ bỗng nhiên đi lạc vào nhà đều sẽ khiến chúng ta có cảm giác bất an lo sợ, không biết liệu đó có phải là điềm báo nguy hiểm gì sắp xảy đến với gia đình mình hay không. Và đặc biệt là đối với loài rắn và rết thì lại càng gây ra nhiều lo lắng hơn cả. Hy vọng là những chia sẻ trên đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn để chủ động lên kế hoạch đối phó với các tình huống xảy ra khi gặp con vật lạ bò vào nhà nhé. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.